Xin chào các bạn, hôm nay Trang Sức Em Và Tôi xin giới thiệu tới các bạn sản phẩm dây tết cẩm thạch cỏ may mắn. Em và tôi trao chọn niềm tin, đồng hành cùng dây tết cẩm thạch cỏ may mắn được chạm khắc tinh tế từ đá cẩm thạch trắng thiên nhiên. Từ xa xưa, ngọc cẩm thạch đã được các bậc vương tôn quý tộc hay phú ông yêu thích. Ngày nay, với công nghệ hiện đại, người ta còn chế tác nhiều mẫu mã đặc biệt và độc đáo hơn, phù hợp với thị hiếu khách hàng hiện nay. Dây tết cẩm thạch cỏ may mắn, thanh toán an toàn. Quý khách vui lòng gọi đến 0913 9515 35 hoặc nhắn tin Zalo để được tư vấn mua hàng. Em và tôi thiết kế và chế tác trang sức 3D theo yêu cầu. Giao hàng toàn quốc, thanh toán an toàn. Quý khách có thể mua trực tuyến tại website trangsucvn.com hoặc các cửa hàng gần nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nhớ like, chia sẻ và ấn đăng ký kênh để nhận thông báo khi có video mới nhất. Nếu có góp ý hay bất kỳ câu hỏi nào, hãy để lại bình luận bên dưới. Hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo.